bị đen, đen sạm, chai xì lâu năm, da không đều màu, da khô, da bị nám mụn tàn nhang. Sau khi sử dụng thì sẽ sở hữu được một làn da trắng hồng hào mịn màng như da của Hòa đây. Và những mẹ nào đang mang bầu và cho con bú thì sau khi sử dụng sẽ cải thiện được vết rạn vết thâm và chữa được vết rạn vết thâm cực kỳ hiệu quả trong vòng 2 tuần nha. Rồi, bây giờ thì Hòa sẽ là người trực tiếp test lên cơ thể trên bụng bầu của em dâu mình luôn. Thì đây chính là sản phẩm ủ kết trắng vitamin C Lada này. Cái này một tuần thì mọi người sẽ ủ cho Hòa trong 3 lần. Mỗi lần ủ chúng ta dùng nửa gói thôi. Và sau đó thì mọi người sẽ thêm cho Hòa nửa cái quả chanh, thêm nước cốt chanh vào như thế này. Mục đích là để nước cốt chanh làm gì? Chúng ta đánh lên thì cái kem của mình nó bông hơn và cái độ hiệu quả của sản phẩm cao hơn nha. Đây em check đi. Cái này hiện tại cái sản phẩm này của Hòa ấy thì đang có mặt tại rất nhiều thẩm mỹ viện và spa lớn, và có hai lý do mà khách hàng của Hòa rất thích sản phẩm này. Thứ nhất là độ hiệu quả, thứ hai về tính năng an toàn nha. Rồi em xin chào chị Hương Ly, em chào chị Mai Phạm, em chào chị Nhung Kiều nha. Và nhân tiện đây, trước khi mà Hòa test thì Hòa muốn thông báo khách hàng một tin rất là vui. Trong thời gian sắp tới thì Hòa sẽ làm cho ra mắt hai sản phẩm mới, nên là Hòa đang có một cái chương trình ưu đãi rất là lớn cho cái dòng kem tắm trắng này, bắt đầu từ live stream này và sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày. Khi khách hàng cứ mua hai liệu trình ủ cái trắng tắm da thì Hòa sẽ tặng cho khách hàng thêm một liệu trình nữa. Nên là cái ưu đãi này nó có hạn và cái thời gian của nó cũng là trong vòng 3 ngày thôi, và số lượng thì có hạn. Nên là những chị em nào da của mình đang bị đen, da của mình đã sử dụng nhiều sản phẩm tắm trắng rồi mà không trắng lên được, thì hãy nhanh tay để lại số điện thoại dưới cái livestream này cho Hòa. Nhân viên nhà Hòa sẽ gọi điện và chốt đơn hàng cho mọi người trong vòng 24 tiếng nhá. Rồi đây, và chúng ta sử dụng rất là đơn giản như thế này thôi. Một tuần thì chúng ta ủ 3 lần, đầu tiên có thể sử dụng cho cả mặt và cả body. Thì da mặt các chị em chúng ta mát xoa cho Hòa như kiểu chúng ta dùng sữa rửa mặt như thế này thôi này. Chị đang dùng sản phẩm này của Hòa thích lắm này, hôm nay cho chị đặt 2 liệu trình. Ok nha, chốt cho chị Phương Mai 2 liệu trình này. 2 liệu trình tặng 1 liệu trình nha. Rồi Ngọc Dung 2 liệu trình tặng 1 này, Bảo Tiết 2 liệu trình tặng 1 này. Vừa mới vào livestream một cái là khách hàng cũ của Hòa đã để lại số điện thoại rất là nhiều rồi. Các chị này dùng rồi bây giờ thích quá mà. Ok nha, đây, chúng ta mát xoa nhẹ nhàng như kiểu chúng ta rửa mặt thế này, và chúng ta sẽ mát xoa cho Hòa trong vòng 1 đến 2 phút thôi. Và chúng ta sẽ để thời gian thẩm thấu của loại kem là trong vòng từ 5 đến 7 phút là chúng ta có thể dùng rửa lại với nước trắng nhá, là xong nhá. Đấy, để làm gì? Khi mà các chị em chúng ta mát xoa cho mặt để nó làm tất cả những vùng da nào của chúng ta không đều màu, bị đen thì kích trắng lên, và những cái vùng da nào bị nám mụn tàn nhang ấy thì nó sẽ hỗ trợ giảm nám, giảm mụn, giảm tàn nhang rất là hiệu quả. Và đặc biệt là những cái vùng da nào trên gương mặt của chúng ta đã chết thì nó sẽ lấy hết ra bên ngoài và tái tạo cái vùng da mới cho các chị em, bởi vì thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên. Nên là cái này có thể sử dụng cho cả mẹ bầu, cho con bú an toàn luôn nhá. Đây là em mình, người thật việc thật, không có chiêu trò luôn. Đây là em quay con này, em test cho mọi người xem. Mang bầu ở tháng thứ 8 nhưng mà không có bất kỳ một cái vết rạn nào luôn. Em đang mang bầu ở tháng thứ 7, đang dùng sản phẩm này của chị Hòa này tốt lắm luôn. Hôm nay cho em đặt 2 trình. Ok, là chốt cho Phương Thanh 2 liệu trình nha. Còn với da body thì các chị em chúng ta cũng cứ mát xoa nhẹ nhàng như vậy cho Hòa trong vòng từ 1 đến 2 phút nhá. Cái hai đặc biệt là cái vùng nách này chúng ta thâm nhiều, chúng ta mát xoa nhiều lên. Đó, chị nào bị nách bị thâm nhiều mát xoa nhiều lên, và chúng ta để thời gian ủ cho chúng ta tối đa từ 30 phút đến 1 tiếng, sau đó các chị tắm lại cho em là ok nhá. Cái sản phẩm này ấy, tại sao mà khách hàng của Hòa sử dụng nhiều, hàng nghìn chị đã dùng rồi. Thứ nhất là sau 2 tuần các chị sử dụng thì những chị em nào mà da của mình giống như cơ địa chai sạm đen xì lắm 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 luôn, và cháy nắng, đi bơi đi biển về cháy nắng ấy, thì sau cái lần đầu tiên sử dụng thì các chị đã cảm nhận là cái da của mình nó bật tông lên rồi. Và những chị nào mà cơ địa của mình không phải là đen lắm thì sau cái tuần đầu tiên sử dụng thì các chị sẽ cảm nhận da của mình bật đến 2 tông nhá. Nhưng có một cái điều đặc biệt ở cái dòng sản phẩm này của Hòa mà khách hàng của Hòa rất là thích, tức là nó là một cái sản phẩm tắm trắng an toàn, không lột tẩy, không gây bào mòn da. Tại sao ngay phần đầu livestream Hòa nói rồi, cái này có thể kết hợp với chanh. Rất nhiều chị sợ rằng là khi kết hợp với chanh thì da của mình sẽ bị ăn nắng, bắt nắng và cháy nắng mỏng đi. Nhưng cái sản phẩm này của Hòa có thể kết hợp với chanh là bởi vì tất cả thành phần hoàn toàn sử dụng nguyên liệu từ hoa quả tươi, chứ không sử dụng bất kỳ một hoạt chất hóa học nào. Đây, mọi người nhìn cái vỏ này. Ủ kích trắng vitamin C bắt đầu từ quả cam, quả bơ, nho đen và dâu tằm. Tức là nó sẽ ép tất cả những cái tinh chất vitamin này, nó tạo ra một cái chất kem dạng lỏng, và khi đưa vào trong cơ thể của chúng ta, nó sẽ kích trắng sâu vào cái lớp trong cùng của lớp thượng bì, và nó sẽ tái tạo những cái vùng da chết và làm cái thay đổi cái hắc sắc tố melanin ở da. Melanin ở da là hắc sắc tố quan trọng quyết định màu da của tất cả các chị em. Chị nào có melanin tối thì da của mình sẽ đen, còn chị nào có melanin sáng thì da của mình sẽ trắng. Thì cái sản phẩm này, cái vitamin này, cái tinh chất này khi nó đi vào trong cái lớp đáy của thượng bì ấy thì nó sẽ kích trắng, nó thay đổi cái hắc sắc tố melanin làm da của chị trắng lên. Nên là cái này sau 2 tuần sử dụng các chị yêu đã có kết quả rồi. Ok này, bây giờ này, nhiều số điện thoại quá này. Phương Mai hai liệu trình tặng 1 này, Ngọc Dung 2 liệu trình tặng 1 này, Ninh Kiều 2 liệu trình tặng 1 này, Bùi Ngoan 2 liệu trình tặng 1 này, Đào Kim Chi 2 liệu trình tặng 1 này. Các tình yêu cứ để lại số điện thoại là 2 liệu trình tặng 1 thì nhân viên nhà Hòa sẽ gọi điện và tư vấn chốt đơn cho mọi người trong vòng 24 tiếng nhá.
Bây giờ chuẩn bị nắng lên rồi, đang rất là rẻ, nhanh lên tranh thủ mua đi, trong vòng 3 ngày thôi. Bắt đầu từ livestream ngày hôm nay này. Tập khách hàng cũ này sử dụng rồi này. Chị ơi, em đang dùng cái này được 2 tuần rồi, ra được 3 tông mà dùng thích lắm, mềm lắm. Cho em 2 liệu trình. Ok này, chốt cho bạn Ngọc Dung 2 liệu trình nhá. 2 liệu trình tặng 1 liệu trình nhá. Rồi. Và có rất nhiều khách hàng của Hòa sau khi sử dụng cái này ấy, rất thích một cái tính năng là nó rất là thông minh ở chỗ là không tốn quá nhiều thời gian như nhiều cái sản phẩm ủ tắm trắng khác. Khi mà ủ xong, tắm xong một cái, mọi người sẽ cảm nhận là cái da của mọi người trắng bệch, trắng tinh luôn. Nhưng mà ngày hôm sau, da của mọi người sẽ cảm thấy đen hơn và nó mỏng hơn, bởi vì nó có hoạt chất hóa học gây bào mòn da, gây tẩy da. Nên là mọi người sẽ cảm nhận là da của mình sẽ trắng. Nhưng cái này của Hòa, nó là một sản phẩm tắm trắng thiên nhiên, nên là nó sẽ kích trắng từ từ dần dần. Một tuần mọi người cứ đúng cái quy tắc cho Hòa là ủ cho Hòa 3 lần, thì sau 2 tuần tất cả các tình yêu sẽ cảm nhận rằng da của mình thay đổi hoàn toàn, nó mềm mịn. Và sau khi sử dụng cái này thì mọi người cũng không cần phải sử dụng thêm kem chống nắng hay là kem dưỡng kèm theo nữa, bởi vì bản thân nó chính là một sản phẩm dưỡng da cung cấp rất nhiều cái aqua và độ ẩm lên cơ thể. Có rất nhiều chị em thắc mắc rằng là chị dùng nhiều cái sản phẩm tắm trắng ngoài thị trường ấy, sau khi mà họ tắm xong họ cứ bảo chị là ngày hôm sau phải bôi kem chống nắng hay là phải dùng kem dưỡng kèm theo, bởi vì nó có hoạt chất hóa học làm khô da. Còn cái sản phẩm này của Hòa đây, em Hòa đây đang mang bầu ở tháng thứ 8, không chiêu trò một tí nào. Mặc dù là đây là em Hòa đang test, nhưng bây giờ thì để cho những cái tình yêu nào mà ví dụ vừa mới vào đang mang bầu cho con bú ấy, em đang mang bầu ở tháng thứ 3 có dùng được không chị? Hòa đã làm cho mọi người một cái việc rất là có tâm như thế này, để cho những mẹ nào đang mang bầu cho con bú có thể hoàn toàn yên tâm hơn nữa. Thì Hòa đã cho mọi người xem cái phiếu kiểm định của Bộ Y tế, thành phần hoàn toàn là từ thiên nhiên và không sử dụng hoạt chất hóa học nào. Đây nhá, cho mọi người xem này. Phiếu kiểm định kết quả thành phần này, ở đây có 11 chỉ tiêu an toàn cho da và không gây độc hại cho da này. Tinh chất này, dạng thái dạng lỏng này, mùi thơm nhẹ nhàng này, trì này không có này, psychotic này không phát hiện này, thủy ngân không phát hiện này, định tính với da không phát hiện này, hay là tất cả những nấm về da không phát hiện này, kích ứng da không phát hiện này. Mọi người có thể nhìn đây nhá. Hòa sâu cho mọi người xem giấy tờ. Hòa săn đi là người thật việc thật. Bởi vì cái sản phẩm này tại sao nhiều mẹ mang bầu cho con bú dùng nhiều thế, bởi vì nó quá an toàn đấy. Đây mọi người xem đây. Đó, đấy, tất cả những cái kiểm định đều, tức là cái chất mà nó là lycopene hay trì là những cái chất làm trắng da, gây nghiện da, tức là gây phụ thuộc ấy, thì cái này hoàn toàn không có. Nên là những mẹ nào mà sợ cái vấn đề là khi sử dụng cái này rồi chúng ta cứ dùng mãi mãi thì da mới đẹp được thì là hoàn toàn có thể là yên tâm nhá. Các chị dùng rồi, các chị đẹp rồi mà các chị không dùng nữa, da của mình nó vẫn hồng hào, trắng hồng như vậy, bởi vì nó không có bất kỳ một cái chất hoạt động hóa học nào hay là gây ảnh hưởng đến da cả. Và tất cả khách hàng của Hòa khi nhận được hàng sẽ có một cái phiếu bảo hành về da như thế này. Trong quá trình sử dụng sản phẩm của Hòa trong vòng 7 ngày, nếu da của mọi người có bất kỳ một vấn đề nào hay hư tổn thì công ty sẽ bảo hành cho mọi người nhé. Đấy, nên là mặc dù Hòa biết, Hòa là cái người sản xuất, Hòa biết là sản phẩm này nó an toàn rồi, nhưng mà Hòa vẫn làm cho mọi người một cái việc rất là có tâm, cho mọi người xem giấy tờ luôn. Rồi tiếp tục này, Phương Mai 2 liệu trình tặng 1 này. Chị ơi, 2 liệu trình bao tiền bây giờ em mới vào? 2 liệu trình bình thường giá gốc là 2.4 triệu, ngày hôm nay trên livestream này và trong vòng 3 ngày giảm giá là 1.196.000 2 liệu trình nhá. Và mua 2 liệu trình Hòa sẽ tặng cho 1 liệu trình nữa. Và 2 liệu trình là gồm có 18 gói và tặng 1 liệu trình 8 gói nữa, là mọi người sẽ sử dụng trong vòng 3 tháng, mỗi một liệu trình trong vòng 3 tháng. Bây giờ nắng lên rồi, nếu mà có cái này thì nắng cứ nắng da vẫn cứ trắng hồng, mà trắng ở đây là trắng hồng mịn màng tự nhiên chứ không phải trắng bệch, trắng tinh, trắng ảo đấy nha mọi người nhá. Và cái này nó không bắt nắng, không ăn nắng. Đây, người thật việc thật đây, em mình đang mang bầu tháng thứ 8. Và những ai mà theo dõi livestream của Hòa trong suốt quá trình Hòa mang bầu thì Hòa test thường xuyên trên livestream cho khách hàng, và đến bây giờ Hòa đang cho em bé nhà Hòa bú thì Hòa vẫn đang sử dụng đây. Mọi người cứ sử dụng cho Hòa một tuần 3 lần như này, da đen cỡ nào cũng có thể trắng được nha mọi người nhá. Đây, bây giờ Hòa sẽ lau cái mặt cho mọi người xem này, không bao giờ có chiêu trò luôn mọi người chứ. Bây giờ Hòa lau cái phần mặt này. Cái mặt thì mọi người sẽ dùng ít thôi, tầm khoảng 5 đến 7 phút thì mọi người có thể là rửa lại được. Đây, trên livestream thì Hòa sẽ lau cái này đây. Không còn bất kỳ một cái dấu hiệu nào của lỗ chân lông này, hay da cực kỳ là căng mịn luôn. Đây, da thế này nó gọi là da đẹp cho mọi người, không có bất kỳ một cái nám, cái mụn, cái tàn nhang nào luôn. Đây, mọi người thấy không? Đó, trắng hồng mịn màng đều màu da này. Nên là những chị nào mà da của mình đang như kiểu bị khô này, không đều màu này, bị cháy nắng, và đặc biệt những chị nào mà da càng đen, đen sạm, chai xì, đen cẳng, đen lăm lăm, đen trì ấy, thì sau lần đầu tiên sử dụng các chị sẽ cảm thấy cực kỳ là mê luôn. Bởi vì lúc này da của chị sẽ bật tông luôn, bật từ 1 đến 2 tông luôn. Đây mọi người xem không? Đó, trắng hồng mịn màng đều màu da nhá. Người thật thì thật, không có chiêu trò. Bây giờ thì Hòa sẽ lau một cái cánh tay cho mọi người xem luôn. Đó, cái này thì mẹ nào mang bầu cho con bú thì sử dụng thì chống rạn, chống thâm cực kỳ hiệu quả. Kể cả là đẻ xong rồi mà bị rạn, bị thâm thì hoàn toàn có thể điều trị khỏi vết rạn, vết thâm nhá. Đó, rồi mọi người thấy không? Người thật việc thật, không có chiêu trò nhá. Rồi này, Ngọc Dung 2 là 9 tặng 1 này, Phương Mã 2 là 9 tặng 1 này, Bảo Tuyết 2 là 9 tặng 1 này. Và mọi người nhớ này, Hòa đã nhấn mạnh rất là kỹ rồi, sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên và không sử dụng hoạt chất hóa học. Nên là những ai muốn làm đẹp một cách an toàn, hiệu quả thì hãy để lại ngay số điện thoại dưới cái livestream này. Bởi vì bây giờ đang rất là rẻ, được ưu đãi mua 2 tặng 1.
sau cái live sau 3 ngày là sẽ không có chương trình đâu nên mọi người tranh thủ nhá. Rồi Phương Thanh 2 ở trình tặng 1 này, Dung Dung 2 ở trình Ngọc Tô này. Rồi Nguyễn Ngọc